Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Đừng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng cây xanh vừa lèn loa tim người hâm mộ lèn, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Giải bóng chuyền Nam xã Tể Lỗ mở rộng lần thứ 7 năm 2019, tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại sân trung tâm xã Tể Lỗ. Giải đấu quy tụ các đội bóng chuyền Nam mạnh nhất của quốc gia như Thể Công, Tràng An, Biên Phòng, Bộ Công an, Học viện Cảnh sát, Hà Tĩnh, Tuyển trẻ Hà Nội và Tuyển trẻ Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, các chủ công số 1 Việt Nam như Từ Thanh Thuận, Thanh Tùng, cây chuyền hai hàng đầu Việt Nam, Giang Văn Đức, các libero nổi tiếng như Huỳnh Trung Thực, Nguyễn Xuân Thành, Vũ Văn Cao đều có mặt thi đấu tại giải lần này. Đặc biệt, với sự chu đáo của ban tổ chức cũng như hiểu được sức nóng của giải đấu, sân trung tâm xã Tể Lỗ năm nay đã được nâng cấp lên hơn 8.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cổ động viên hâm mộ bóng chuyền trong cả nước tới xem và cổ vũ để giải đấu được thành công tốt đẹp. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng, yeah. Dù đối phương kia là ai, dù đấy là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ la, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Giải bóng chuyền Nam xã Tể Lỗ mở rộng lần thứ 7 năm 2019, tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại sân trung tâm xã Tể Lỗ. Giải đấu quy tụ các đội bóng chuyền Nam mạnh nhất của quốc gia như Thể Công, Tràng An, Biên Phòng, Bộ Công an, Học viện Cảnh sát, Hà Tĩnh, Tuyển trẻ Hà Nội và Tuyển trẻ Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, các chủ công số 1 Việt Nam như Từ Thanh Thuận, Thanh Tùng, cây chuyền hai hàng đầu Việt Nam, Giang Văn Đức, các libero nổi tiếng như Huỳnh Trung Thực, Nguyễn Xuân Thành, Vũ Văn Cao đều có mặt thi đấu tại giải lần này. Đặc biệt, với sự chu đáo của ban tổ chức cũng như hiểu được sức nóng của giải đấu, sân trung tâm xã Tể Lỗ năm nay đã được nâng cấp lên hơn 8.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cổ động viên hâm mộ bóng chuyền trong cả nước tới xem và cổ vũ để giải đấu được thành công tốt đẹp. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng, yeah. Dù đối phương kia là ai, dù đấy là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ la, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Giải bóng chuyền Nam xã Tể Lỗ mở rộng lần thứ 7 năm 2019, tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại sân trung tâm xã Tể Lỗ. Giải đấu quy tụ các đội bóng chuyền Nam mạnh nhất của quốc gia như Thể Công, Tràng An, Biên Phòng, Bộ Công an, Học viện Cảnh sát, Hà Tĩnh, Tuyển trẻ Hà Nội và Tuyển trẻ Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, các chủ công số 1 Việt Nam như Từ Thanh Thuận, Thanh Tùng, cây chuyền hai hàng đầu Việt Nam, Giang Văn Đức, các libero nổi tiếng như Huỳnh Trung Thực, Nguyễn Xuân Thành, Vũ Văn Cao đều có mặt thi đấu tại giải lần này. Đặc biệt, với sự chu đáo của ban tổ chức cũng như hiểu được sức nóng của giải đấu, sân trung tâm xã Tể Lỗ năm nay đã được nâng cấp lên hơn 8.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cổ động viên hâm mộ bóng chuyền trong cả nước tới xem và cổ vũ để giải đấu được thành công tốt đẹp. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng, yeah. Dù đối phương kia là ai, dù đấy là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ la, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Cha là cha, ole ole, cha là cha. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù
đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng cây xanh vừa lèn loa tim người hâm mộ lèn, hãy tin lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam, niềm tin chiến thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, cháu con sông tin. Việt Nam, Việt Nam, quả tin quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Yeah. Dù đối phương kia là ai, dù đấy là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ la, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Yeah. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam, niềm tin chiến thắng. Đội Việt Nam bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, kéo con sông tiền. Việt Nam, Việt Nam, quả tiền quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Nhà chàng trai của Việt Nam, là cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ lăn, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam, niềm tin chiến thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, cháu con dòng tiên. Việt Nam, Việt Nam, quả tim quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam, ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vươn tình và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ lăn, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam, cháu con sông tiên. Việt Nam, Việt Nam, quả tim quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam.
Việt Nam, qua tìm quyền thắng, đội Việt Nam ơi.